Ây da, hai cái tải lặng ghê ta. Ôi nào, sắp được 100 cái rồi. Ây da, 98. Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Ngọc Long Gaming đây. Ok, bữa nay thì sáng mình mới dậy sớm nên là đi ra bên cái phòng tập gym ở gần nhà này anh em ơi. Anh em thấy như hôm nay đông người tập không? Đấy, sáng nào tôi cũng phải tập tí cho nó khỏe. Anh em thấy tôi cơ bắp chưa? Xài, quá đẳng cấp luôn chứ còn gì nữa. Nhìn tôi khoe cho anh em xem này. Đấy, con chuột to đùng luôn. Với quả tay này tôi chắc chắn là có thể vượt tay được thắng hết cả mấy anh em ở trong cái phòng tập này anh em ơi. Hay là rủ mấy anh em đi solo nhỉ? Thôi để tôi tập thêm cái bài ngực cái đã. Hai anh em thấy chưa? Xài, anh em biết hai cái quả tạ bên này là bao nhiêu cân không? Chính xác là bên mỗi một bên 20 cân. Đấy, tổng cộng là 40 cân. Đấy. Xoạt. Tôi lưng cái này chắc phải được hơn chục cái chứ đùa đâu. Tôi thì cũng tập gym được hơn tháng rồi, nhưng mà chắc là nó phải cần thêm thời gian thì nó mới cơ bắp to như kiểu mấy anh trong phòng được. Xoạt. Mà tôi cũng tiện ở cái chỗ là cái phòng này nó mở ngay ở gần nhà tôi nên là tôi mới tiện đi tập được ấy. Chứ nếu ở xa thì tôi cũng lười đi tập ở xử ra. Đây, nhìn anh thanh niên này hít đất ghê chưa. Đây, mấy ông này tôi nghĩ chắc chắn là mấy ông ấy tập lâu năm rồi mới được cơ bắp như này chứ. Ấy, chắc là mấy ông này đi thi đấu đấy anh em nhỉ. Sợ cơ bắp vãi trưởng. Đây, ông anh này cũng thế. Uầy, ông anh ơi, cho em hít xà thử phát em nào. Uầy, này chắc là người tập cơ tay sau hay sao ấy. Ông anh ơi, cho em nhờ tí nhá. Chú em tập thử anh xem nào. Anh nhìn em này, em chắc chắn là phải hít được tầm 12 cái luôn. Một cái này. À, khá quá nhỉ. Ba cái này. Bốn này. Uầy, công nhận mỏi thật. Năm này. Ây à, tiếp nào. Sáu này. Cố lên chú em ơi, sắp được rồi, 10 cái rồi đấy. Ồ, đã được 10 cái rồi anh. Ờ, được rồi mà. Ờ, đấy em lốt cái này á. Rồi, em trả máy cho anh nhá, em về đây. Ờ, mai lại ra nhá. Ok anh. À, xà, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng nha anh em. Giờ tôi về ăn sáng xong rồi thay đồ chuẩn bị đi làm thôi. Được cái là cái nhà tôi mua thì nó lại gần ở cái chỗ bãi biển anh em. Xong nó còn phòng gym xong rồi bên cạnh này là cái mấy cái hàng quán này là nó cũng tiện lợi cho mình đi lại đấy. Quá là ngon. Đấy, giờ thì tôi đi vào nhà đây. Căn nhà này tôi cũng quay mấy lần ở trong mấy video rồi. Uầy, công nhận về nhà không khí nó khác hẳn. Ô, chào con trai nhá. À, con chào bố, bố về rồi à? Ờ, nay đi đâu mà mặc vest vũ này, nhìn trông ngầu thế. Dạ, tí nữa con đi dự sự kiện ở trường bố ạ. Ờ, thế thì ngon rồi, ăn sáng đi xong tí mẹ chở đi. Dạ vâng. Em ơi, có gì ăn không? À, em để bàn cho anh rồi. Ờ, lại nấu thêm à? Ờ, cái này em nấu, nếu mà anh đói thì anh ăn thêm cũng được. Ờ, ok. Ấy dạ, lại cái món ăn huyền thoại ở trong cái game GTA 5 này mọi lần tôi ăn đó chính là món bánh mì kẹp xúc xích anh em ạ. Tôi nghĩ là bữa nào phải đi ăn phở ở bên chỗ ông Năm thôi anh em ơi. Lâu rồi không ăn thèm quá, để tập sau. Ăn này nhanh để còn đi làm không thì ra chỗ ông Năm là phải có hôm nào ngày nghỉ cơ anh em ơi. Đấy, dẫn cả nhà đi ăn phở xong rồi tiện thể lên nhà ông Năm chơi. Quên cứ bảo mà chưa kịp có thời gian làm video đấy cho anh em xem. Thôi, giờ đi vào thay đồ thôi. Đây là trong cái phòng của vợ chồng tôi này. Đây, để trong này thay đồ phát. Xài. Anh em thấy bộ đồ hải quân tôi mới làm này nhìn đẹp không? Quá là ngầu chứ còn gì nữa. Thực ra cái bộ này trước tôi làm nhưng mà mấy bộ của anh chú Michael với anh Phanh Nin. Nên là giờ mới chuyển qua bộ cho bên nhân vật này này. Ôi em ơi, em có thấy cái cặp của anh đâu không? Ồ, sao không thấy nhỉ? Hình như anh để ở dưới xe, anh quay em thấy dưới xe mà. Ờ nhỉ, thế thì quên mất. Thế thôi anh đi làm đây. Vâng, chào anh nhá. Chào con trai nhá. Vâng, con chào bố. Rồi, giờ đi làm thôi. Đợt này chắc là tôi phải đi bảo dưỡng lại con xe. Hôm qua tôi đi kiểu gì mà tôi thấy nó cứ kêu cạch 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 ấy. Chắc là nó lại vướng cái gì rồi. Hôm nay tôi đi con xe mới, tôi mới mua được cách đây chắc khoảng một tháng thôi. Con xe Camry này anh em ơi. Đấy, bản này thì chắc là hình như tôi nhớ không nhầm thì bản này là bản 2018 thì phải. Giá lăn bánh thì cũng phải hơn tỷ. Đấy, nhưng mà nói chung là tiền nào của đấy thôi. Con xe này đi chất lượng lắm anh em ạ. Đi êm. Đây, tôi vào bên trong tôi cho anh em xem qua cái nội thất này. Đấy, nhìn nó thì nó này, đẹp chưa? Trời, tôi thấy nó kiểu giống mang máng con Vios đấy nhỉ. Nhưng mà làm sao so sánh được con xe tỷ với con xe mấy trăm được, đúng không anh em? Nó phải hơn chứ. Rồi ok, không linh tinh liên thuyên nữa thì hôm nay tôi sẽ là một sĩ quan hải quân. Mọi việc diễn ra như thế nào thì anh em mình cùng theo chân mình nha. Let's go.
Đây rồi anh em ơi, sau một lúc lái xe này tôi đã có mặt tại đơn vị của mình rồi đây. Đâu, ngoài kia các đồng chí có vẻ như là đã tập trung ở ngoài đấy rồi đấy. Ai da, phóng xe quanh vào đây nào. Đấy, nói chung là quanh chỗ này cũng khá là nhiều chỗ để đỗ xe. Đây, ngay ở chỗ này này anh em này. Nhưng mà tôi sẽ đi lui về trong kia tôi đỗ để lấy cho nó dễ này. Đấy, quanh quanh cái khu này đằng nào cũng không để làm gì nên đỗ ở đây luôn. Đấy, chỗ này tôi hay để ở đây này. Ok, để đỗ xe này ở đây được rồi đấy, xuống rồi. Yo, hôm nay tôi cũng mới mod cái con tàu hải quân này vào để đi tuần tra này anh em ơi. Con tàu này chắc chắn sẽ khác với con tàu cảnh sát biển với cả tàu kiểm ngư rồi. Ui, mọi người ở kia tập trung đông quá nhở. Anh em thấy chưa, trên kia có mấy đồng chí đang vẫy tay chào tôi kìa. Đấy, chào đồng chí nhá. Ở đây thì mọi người đang tập trung để các sĩ quan điểm danh quân số để chuẩn bị lên tàu này anh em ơi. Đây là các anh lính bên nghĩa vụ ở bên hải quân này. Đấy, tí nữa thì bên hai bên đội này sẽ chia ra làm hai, một bên sẽ đi lên giàn khoan của bên Việt Nam đấy anh em, xong rồi một bên là sẽ ra đảo để bảo vệ biển đảo chủ quyền của Việt Nam. Đấy, rồi giờ bây giờ tôi sẽ đi lên tàu để review cho anh em xem nha. Rồi lên thôi. Ở đây đằng sau này cái sân này là để cho máy bay trực thăng này anh em, khi mà máy bay nó bay nó đỗ để làm nhiệm vụ này. Còn ở trong mấy cái căn phòng này hình như là nó không mở được. Đây để tôi đi vào bên trong căn này cho anh em xem nhé. Thì ở trong cái căn này nó to rộng lắm. Đây, cái khoang này là khoang để chứa vũ khí, kho đồ này. Tôi nghĩ là còn để thuyền nữa đấy. Cái ông làm ra con tàu này làm chi tiết thật. Nhưng mà vẫn có vài phòng không đi được anh em ơi. Tôi đi nó cứ bị gọi là không mở được cửa luôn ấy. Đây, ngay cái cửa này thì nó đi xuyên qua này anh em ơi. Lỗi game vô cùng trầm trọng. Nhưng mà không sao, có cái để vào trong còn đỡ hơn là mỗi cái mô hình tàu không. Đây, để tôi lên đây tôi cho anh em xem qua tí. Đây, bên đấy, cửa này không đi được đây này. Đây, cửa này cũng không đi được nữa luôn anh em ơi. Ảo thật sự luôn đấy. Rồi, cửa này đi được rồi này. Đây, bên chỗ cạnh bên cạnh tàu này là chỗ này là để thuyền cứu hộ này anh em ơi. Đây, mấy cái thanh chắn đựng đây này. Lát nữa thì khi mà khởi hành thì cũng cho mấy cái tàu phao lên đây để bọn tôi còn chở hoặc là làm gì đấy. Đây, quanh đây có phao dây hết này này. Đây, để tôi lên chỗ cái khoang tàu lúc nãy mấy anh bên hải quân vẫy chào tôi nhá. Đây, đây, mọi người đứng ở bên cái mạng tàu bên kia kìa. Đây, chào lên nào. Yo. Ái xà. Cái này đáng lẽ mình phải bước lên mới phải. Sao lại giống leo thang thế nhở. Chắc là cái model này hơi lạ nha. Rồi đây anh em này. Còn cái chỗ này anh em biết để làm gì không? Chỗ này là để phóng tên lửa lên đây này. Đây đang đóng nắp lại ở dưới là có mấy chục quả tên lửa ấy. Đấy, tí này tôi sẽ bắn cho anh em xem. Ở đây tôi giới thiệu cho anh em biết. Thì đây là ông bạn của tôi. Học từ hồi đại học với nhau, từ Học viện Hải quân này anh em. Đấy, giờ chúng tôi được về làm chung cùng đơn vị với nhau này. Thôi tao lên buồng lái nha. Mày đi đi. Ây giờ đồng chí này với tôi đồng hành với nhau chắc là khoảng tầm hơn chục năm rồi đấy. Chơi từ hồi còn học cấp 3 cơ mà anh em. Giờ đi làm rồi vẫn có nhau à, vui quá trời luôn. Thôi giờ đi xuống thôi. Ây, cái bầu buồng lái của tôi thì nó ở trên cái đỉnh tàu gần kia kìa. Hôm nay thì tôi sẽ đảm nhận vị trí lái tàu nha anh em. Ây giờ xem vào cái đường lên đây, đây, đây. Cái tàu này mà mở được hết tất cả các phòng thì quá là ngon. Nhưng mà chắc là cái ông chủ modder này chắc là làm tốn thêm thời gian nữa. Rồi đi lên đây xem nào. Rồi cái đáng lẽ là cái đoạn này tôi phải bỏ cái thanh này ra mới phải. Đây, anh em thấy chưa, tàu trang bị của tàu của hải quân này trang bị rất là nhiều súng nha. Chỉ cần có biến một cái là chơi luôn, không nói nhiều. Này có hình như là tôi nhớ là trên nóc này có cả vòi rồng hay sao nhỉ. Đâu nhỉ, hay là bên trang bị bên tàu kiểm ngư mới cả tàu cảnh sát biển anh em ơi. Rồi bây giờ đi xuống đi, tí nữa loanh quanh cho anh em xem nữa. Bên trên kia thì có thể là dùng ống nhòm quan sát được hết tất cả đấy. Rồi bên này hình như có khẩu súng hay sao ấy. Rồi giờ vào nhá. Rồi ở thế này thì có một cái đường cầu thang dẫn xuống đi ra trên đầu tàu đấy anh em ơi. Đây này, quá xà. Đây bên này là cái khu ở trên bên nhìn lên trên tầng này. Có phao rồi dây cứu hộ các thứ. Rồi đi xuống này đi đường tắt luôn. Ủa anh em ơi, trên này còn có cả cái khẩu súng giống như ở dưới kia kìa. Đây, trên này cũng có thêm một dàn tên lửa này anh em ơi. Mấy chục quả ấy, trên đầu luôn. Đây, trang bị một khẩu súng như kiểu xe tăng ấy nhỉ. Khẩu này đại bác luôn rồi. Bắn phát thì chắc là bị thủng tàu luôn ấy chứ đùa đâu. Đây, trên này có cắm cờ Việt Nam này. Á xà. Rồi đấy nhỉ.
Trên này câu cá chắc phải dây phải mấy mét thì mới đến xuống được dưới sâu ấy. Đây, đây đi vào cái đường này thôi. Ấy, cái cửa thì nó lại không mở được cơ anh em, nhưng mà mình đã đi được. Thế mới tải chứ. Đây, mấy cái cửa này vào được hết. Đây, tôi vào trong rồi này. Giờ thì lên chỗ phòng điều khiển thôi. Cái con tàu này công nhận là cái đường nó rắc rối như kiểu mê cung ấy nhỉ. Không biết ngoài đời thì nó có như thế không. Đây, lên tầng này, xong còn lên một tầng nữa cơ. Tôi nhớ là vậy, đây, lên tầng nữa này. Đấy, không quành rẽ vào bên trong khu này đến cái buồng lái này. Đây, buồng điều khiển thì gọi là rực rỡ luôn anh em ơi. Đây, đến rồi. Đấy, anh em thấy chưa. À đây, các đồng chí đã vào vị trí chuẩn bị khởi hành tàu rồi này. Chào đồng chí nhá. Ờ, chào đồng chí. Rồi, ui, đây mọi người đang bàn kế hoạch cái này. Radar rồi bản đồ đầy đủ luôn anh em ơi. Bà gọi là buồng điều khiển trung tâm mà. Chắc là chỉnh được cả súng ống ấy chứ. Đây, tôi ngồi ở đây tôi test thử xem nào. Rồi, anh em thấy cái vô lăng này giống vô lăng ô tô nhỉ. Tôi nghĩ là mấy con tàu to nó phải có cái vô lăng to đùng mới phải chứ nhỉ. Hay là tàu hiện đại nó thế ra. Rồi, chuẩn bị đây, các anh lính nghĩa vụ đã điểm danh xong thì lên tàu để xuất phát đây này. Rồi, người chắc là đông đủ hết đấy chứ. Sao mà thiếu được. Rồi, mọi người đã lên tàu và chuẩn bị công tác xong rồi. Xuất phát thôi. Đấy, tôi phải bấm chuông phát nghe cho nó hoành tráng. Xa, báo hiệu là tàu đã ra khơi. Lên chuyến hành trình lên đại hải trình anh em ạ. Rồi, let's go. Hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Đây, để tí tôi test cho anh em các tính năng ở trên con tàu này nha. Ôi, tàu đúng hiện đại luôn. Xa, lái đã luôn. Hiện giờ đang đi với tốc độ 50 km/h. Đấy, giờ anh em mình thử gọi là pháo sáng nhá. Con tàu này thì nó có thể bắn được pháo sáng. Hình như tôi nghi là để tránh được cái tên lửa định vị của bọn kia nó bắn hay sao ấy. Để tôi test cho anh em nhé. Thì theo tôi biết là thế, còn không biết là có phải tác dụng của nó là thế không. Này, uầy, anh em thấy chưa. Những cái này thì ví dụ như là một cái tên lửa nó có định vị thì nó sẽ đuổi theo mấy tia pháo sáng này anh em này. Đấy, sẽ làm chệch hướng của tên lửa ấy. Đấy, đấy, anh em thấy chưa. Bắn phát một tràng một đống luôn. Sợi. Thì tôi nghĩ là nó chỉ có tác dụng ấy thôi chứ làm sao mà nó có tác dụng khác được. Hay là nó báo hiệu ta. Còn đây là khẩu súng 6 lòng này anh em ơi. Bắn ra một loạt đạn gọi là khủng luôn đấy chứ. Sợi. Bữa nào thì tôi làm bộ đội hải quân diễn tập sẽ có rất nhiều tàu để bắn nha anh em. Đây, tập này thì chỉ có một tàu của tôi, đội của tôi đi thôi. Đây là khẩu đại bác này. Sợi. Bắn phát nào lực phát đấy luôn. Rồi, giờ tôi sẽ cho anh em xem qua tên lửa tàu của tôi này. Rồi, anh em thấy chưa? Bắn đã luôn đấy chứ, đùa đâu. Rồi, giờ thì bọn tôi sẽ thẳng tiến ra ngoài giàn khoan nha anh em. Echo, đi thôi. Đưa các chiến sĩ nghĩa vụ sang bên đấy. One hour later. Đây rồi anh em ơi. Sau hơn một tiếng bọn tôi đi thì đã gần đến cái giàn khoan rồi. Quên mất là cái giàn khoan này nó hơi bị gần bờ anh em ơi. Đáng lẽ là tôi phải đặt nó ở tít ngoài Biển Đông mới phải. Quên mất, thôi lần sau để tôi đặt nó xa xa một tí. Ôi, chỗ này hơi bị gần quá. Ôi, bên trong kia có nguyên cả đồi núi to đùng kia. Ôi, thôi đi ra đây gửi các chiến sĩ ra đây hỗ trợ các cán bộ ngoài đây nào. Đây thì các cán bộ với chiến sĩ thì sẽ ăn ngủ nghỉ ở đây nha anh em. Thì tôi nghĩ là chắc là vài tháng này sẽ được về một lần thôi. May mà tôi được làm cái nhiệm vụ là đi tuần tra mới lái tàu này. Không thì tôi cũng phải ra ngoài đấy cùng với các chiến sĩ cán bộ ngoài đấy chứ. À anh em này, thấy chưa? Cái giàn khoan to thật sự luôn đấy. Rồi, tôi đi xuống đấy rồi kêu gọi mấy cái chiến sĩ lên tàu tôi chở ra bên đấy nha. Ai, tính ra là cái tàu của mình to quá chứ không thì tôi cũng đỗ gần gần vào để cho mọi người đi sang bắc cầu sang ấy, đi cho dễ. Nhưng mà cái tàu này nó to quá, tôi sợ vào đấy nó lại đổ hết đồ ở đấy. Ai, công nhận mỗi lần xuống cái tàu này nó dài quá chứ. Ôi anh em nhìn này, cái giàn khoan này tôi nghĩ là nó phải sâu lắm ấy thì nó mới có thể hút được dầu rồi các khoáng sản ở dưới đáy biển chứ, đúng không anh em? Đây, có con thuyền để đi sang bên đấy rồi. Gọi các chiến sĩ lên đường sang bên đấy đi. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Ôi, các đồng chí ơi, xuống tập hợp để đi sang bên đấy đi. Rõ thưa chỉ huy. Ôi, hình như là mọi người đi sang bên đầu bên này thì phải. À đây rồi. Dạ, chúng em có mặt đầy đủ rồi.
Rồi, các đồng chí đợi tôi tí nhá. Tôi chỉnh cái tàu này phát. Đây, bây giờ lại đứng ở đây chỉnh cái tàu để cho nó đi xuống này, này anh em ơi. Đây, tôi sẽ chỉnh cái tàu lưng lên này. Ở đây, lưng lên. Đây, sang bên. Đấy, xà, đúng quy trình luôn. Xong rồi tôi nghĩ là tôi sẽ đặt nó xuống mặt nước biển, xong rồi nhảy xuống. À mà như thế nó cũng không hợp lý lắm nhỉ. Đây, để cho lui lên bằng cái đã. Đây, xong rồi lên mọi người lên thuyền, xong rồi hạ xuống là dần chứ. Nhảy xuống thế hơi nguy hiểm nha. Cao quá trời luôn đấy. Rồi, giờ lên thôi. Lên thôi các đồng chí ơi. Rõ thưa chỉ huy. Rồi, lên. Nhanh, tôi còn hạ cái tàu xuống này. Rồi, chẳng lẽ lại cho các đồng chí đu dây sang bên đấy. Thế thì lại nhàn quá trời luôn ấy. Rồi, hai đồng chí kia trèo lên nốt đi chứ. Rồi, không biết con tàu này ở dưới khoang của dưới nó có chứa mấy cái con xe của bên hải quân đánh bộ không? Để gọi là xe bọc thép lội nước đấy anh em ơi. Chắc là tập sau thì tôi sẽ làm thử cái đấy coi. Ây da, giờ hạ cái thuyền này xuống ấy đã. Rồi, đây, đến mặt nước biển rồi. Nhả ra nào. Rồi, ok. Ổn rồi đấy. Giờ thì phóng ra bên giàn khoan thôi. Đi quanh một vòng cho anh em xem qua tí. Xoài. Quanh này thì tôi thấy là có mấy cái chỗ kiểu như kiểu là cái thang để trèo xuống hay sao ấy. Chắc là để dành cho thợ lặn hay sao. Wow, ngầu dữ trời. Rồi, cái ống khai thác dầu mỏ dữ ta. Wow. Đây anh em ơi. Cái lối này là lối lên đây này. Tôi đỗ lùi cái xuồng vào đã. Đâu rồi, lùi em ạ. Ái à, nước nó cứ kiểu cơn sóng nó bấp bênh này anh em ơi. Cái đoạn là để đứng kia nó cứ lúc ngập nước, lúc lại khô. Tôi sẽ đỗ lên cái đoạn đấy luôn. Căn chuẩn tí nào. Ok chưa? Rồi. Cứ được cái thằng nó lại trôi này anh em ơi. Đỗ chuẩn tí không tí đi xuống thì ngã ướt hết người ấy chứ đùa đâu. Rồi, xuống thôi các đồng chí ơi. Ôi giời. Ôi. Thanh niên kia lâu không được tắm hay nhảy tùm phát xuống tắm luôn này, ướt hết người luôn đấy chứ. Ai lên đi đồng chí ơi. Ôi giời ơi. Đoạn này nước sâu lắm ấy chứ đùa đâu. Rồi, lên thêm nào. Rồi, em chào sếp. À, chào đồng chí nhá. Rồi, anh em cứ làm nhiệm vụ của mình đi. Rồi, ở đây các đồng chí hải quân canh gác này anh em ơi. Vô, cháy quá nhỉ. Rồi, mấy đồng chí ơi, đứng ngay đợi tôi để tôi vào thông báo với mấy cán bộ ở đây nhá. Rồi, lại, đứng ở đây đi. Loạn choạng. Rồi, đứng đây đợi tôi nhá. Rõ thưa chỉ huy. Đứng đây chờ đi. Rồi, trong này là phòng làm việc của các cán bộ hải quân này. À đây, tạt sang bên này cho anh em xem này. Khu này chắc đang sửa chữa. Đây, vào thôi. Đâu ấy nhỉ? Ô, chào các đồng chí nhá. Ô, chào đồng chí. Đợt này ra giao nhận quân à? Vâng, bên em mới có các chiến sĩ mới về đây. Anh ra xem tình hình nào. Ô, các đồng chí làm việc vất vả quá nhỉ? Cũng không có gì đâu. Anh làm nốt cho nó kịp thời tiến độ ấy mà. À vâng, thế chắc là báo cáo thống kê đúng không? Thôi em xin phép các đồng chí thì em ra ngoài làm việc tiếp. Chào đồng chí. Mình đi thôi. Rồi, đồng chí Lâm, dạo này có nhiều, đợt này có nhiều chiến sĩ ra không? Ôi, cũng không nhiều đâu anh. Chắc là có 3 chiến sĩ thôi. Còn lại thì bọn em sẽ cho ra bên Hoàng Sa với Trường Sa anh ạ. À, thế vậy à? Rồi, đây mọi người, đây là 3 anh chiến sĩ mới nha. Có gì cán bộ dạy bảo chúng nó. Rồi, anh cứ đi làm việc đi. Rồi, tiện thể thì tôi cũng đi review cho anh em xem qua với cái giàn khoan của Việt Nam nha. Đây, tôi đang lên trên này là tầng 2 này anh em ơi. Tôi thấy ở kia có hai đồng chí đang đứng nói chuyện này. Chào các đồng chí nhá. Đồng chí Lâm, lâu lắm mới thấy nhỉ? Dạ vâng, em mới từ đất liền ra đây. Rồi, hôm nay thì giang giao quân. Rồi, anh em thấy chưa? Trên này có thêm cả máy bay trực thăng này. Có một đồng chí không quân này. Mấy đồng chí hải quân này. Chắc là bên đồng chí không quân này cũng thực thuộc ở lực lượng của hải quân này anh em. Hải quân thì cũng có đủ tất cả các binh chủng mà anh em. Không thiếu luôn, như lục quân luôn. Đây. Ôi, tôi thấy leo lên trên này cao vãi chưởng. Ôi, có đồng chí đang quét dọn này. Chào đồng chí nhá. Chào đồng chí Lâm. Mọi người làm việc vất vả quá nhỉ. Đây, bên cái khu này thì chắc cũng khai thác dầu quặng các thứ này anh em này. Mọi người đang quan sát tình hình ở trên biển này. Đấy, rồi tôi vào trong này. Ô, kia cũng có một cái phòng làm việc của các cán bộ này. Chào các đồng chí nhá. Chào đồng chí. Đợt này có dịp qua chơi à? Đó, em có tí việc ấy mà. Đây, khu này tôi trèo lên trên cao để cho anh em xem qua tí. Đấy,
review cho nó chi tiết. Uầy, leo trên tầng 3 đã cao rồi mà leo trên này còn cao hơn nữa anh em ơi. Không biết là có anh em nào xem video sợ độ cao không, chứ tôi thấy nó hơi chênh vênh ấy nha. Trên này thì nó là một cái buồng điều khiển của cái hệ thống giàn khoan này này anh em này. Nhưng mà nó lại không vào được cơ. Tại vì cái mod này nó không vào, tôi không làm cho chui được vào trong cái này này. Đấy, đáng lẽ phải đi vào bên trong xem mới phải. Đấy, đứng đây tôi dùng ống nhòm tôi nhòm phát. Đấy, hải quân mà, tôi lúc nào cũng mang theo cái ống nhòm. Trang bị không thể thiếu luôn đấy chứ. Đấy, quan sát tình hình. Xài, tôi nhòm thử xem nào. Đấy, uầy, trông nó đắng nghịt. Chắc là cơ nào tôi phải mod thêm cả cái ống nhìn ống nhòm mới được, chứ còn nếu cái này thì chỉ cầm được thôi. Nhân vật trong game mới nhìn thấy. Rồi, đi xuống thôi. Ui, cao thế. Này mà rơi xuống là ngỏm luôn chứ đùa đâu. Đây. Tôi mới học được cái chiêu tượt cầu thang ở trong game này anh em này. Đấy, đúng rồi, cái chiêu này tôi học ở bên các đồng chí bên cảnh sát cơ động. Cho anh em xem tụt thang nhanh cực luôn, đỡ phải trèo lâu la mất thời gian. Bám vào hai bên này xong giữ này. Xoài. Anh em thấy ngầu không? Xoài. Ngầu quá chứ còn gì nữa. Hình như còn bên kia mình chưa chạy sang bên đấy xem anh em ơi. Chạy sang bên xem thử xem. Rồi, chỗ này có cái chỗ máy cẩu hay sao ấy nhỉ anh em nhỉ? Đây. Uầy, chỗ này chắc là để đứng ví dụ mưa lắng thì vào trú này. Rồi thôi bây giờ mình cũng chuẩn bị về tàu của mình thôi. Tục cuộc hành trình trên biển của mình thôi. Đấy cô. Chuyến này tôi đi khả năng là còn lâu mới được về nhà với cả vợ con anh em ơi. Lênh đênh trên biển đi tuần tra rồi làm nhiệm vụ. Các cán bộ và chiến sĩ trên giàn khoan mấy cả biển đảo thì cũng làm nhiệm vụ như vậy thôi. Họ cũng nhớ nhà lắm chứ. Nhưng mà nhiệm vụ linh thiêng của Tổ quốc mà. Rồi, giờ tôi về tàu đây. Thôi, mọi người ở lại nhá. Chào đồng chí. Thôi tôi về đây. Chào các đồng chí nhá. Tôi về tàu của mình đây. Rồi. Anh em thấy chưa? Nước nó cứ kiểu lúc dâng lên cao, lúc lại xuống thấp này. Rồi, lên thôi. Giời. À, con tàu này. Anh em mình nhìn này, lơ lửng tàu luôn mà. Chắc phải đợi nước nó dâng cao cao lên một tí thì tôi mới có thể khởi động máy này. Đây, được rồi. Ái da. Rồi, đi thôi. Đấy, quay về tàu nào. Ui, công nhận ngoài nước này chắc là nhiều cá lắm này. Tôi thích nhất là bộ môn đi câu cá này. Tôi mà có cần câu ở đây thì phát là tôi câu cá ngay. Tối là mày chiêu đãi anh em trên tàu một bữa cá lướng luôn. Ai, tàu cái xuồng của tôi được lưng lên này. Xài, công nhận là cái tàu hiện đại. Ôi mà cái cần kia nó hơi bị lỗi nha. Đáng lẽ cái cần đấy nó phải xoay ra để kéo tàu của tôi lên mới phải. Đây, xuống đây, đặt xuống. Rồi, ok, xuống thôi. Ái da, ổn quá chứ. Ái da. Uầy, rồi. Giờ mấy mình lên buồng lái rồi lái tàu đi tiếp tuần tra trên biển. Đấy, còn mấy đồng chí lên đảo này tí nữa sẽ được trở ra bên ngoài đảo thôi. Đấy, lên tàu thôi. Lại đi vào mấy cái khu đường mê cung này. Trời ơi, tôi không muốn đi cái gì cả. Tôi chỉ muốn là có cái cầu thang ấy, tôi trèo vắt lên là xong rồi. Đi này mất thời gian vãi chưởng luôn đấy anh em ơi. Đấy, lại lên cái tầng, lên tận 3 tầng cơ mà, ghê thật ấy. Cái buồng lái nó cao, đây, vào đến nơi rồi. Rồi, mấy các đồng chí vào vị trí đây. Đấy, chuẩn bị lên thuyền. Rồi, để bấm còi tàu phát để báo hiệu tàu rời đi này. Rồi, đi thôi. Lên đường nào. Bye bye các đồng chí ở giàn khoan nhá. Ra rồi. Giờ phải đi tuần tra quanh cái khu biển xem là có tình hình nó có gì biến động lạ không anh em ơi. Xong rồi mới ra đến tận đảo được. Gọi là một công đôi việc luôn ấy. Rồi, giờ đi thôi nhá. Ê cô, tăng tốc tàu nào. A few minutes later. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã phát hiện ra những vật thể bay không xác định đang tiến vào lãnh thổ của Việt Nam. Xin ý kiến chỉ đạo. Nó có thể là máy bay dân sự hay là của bên mình không? Không thưa chỉ huy, theo như trên radar thì nếu mà máy bay của mình hoặc máy bay dân sự thì chúng ta đã có thể phát hiện được. Vậy thì không còn cách nào khác, chúng ta phải nổ súng thôi. Khai hỏa. Rõ thưa chỉ huy. Đã xác định mục tiêu. Sẵn sàng. Bắn. Tôi nghĩ là mấy chiếc máy bay này đang có ý định bay vào lãnh thổ của Việt Nam để tấn công này. Thế thì phải bắn hạ thôi anh em ơi. Không thể tha thứ được. Uầy, mấy chiếc tên lửa này theo sát phút luôn. Uầy, chúng rồi này. Ôi, xong cái xe máy bay kia rồi đấy. Uầy, được đi đâu với chúng tôi.
Báo cáo chỉ huy, đã bắn hạ. Còn vài mục tiêu nữa. Tiếp tục khai hóa. Rõ. Chiếc cuối cùng thưa chỉ huy, có vẻ như là chiếc máy bay này là chiếc máy bay chở quân hay sao, nó rất là to. Thôi, chiếc máy bay này thì cũng không thoát được đâu. Chạy đâu cho thoát. Khai hỏa. Ok, ổn rồi đấy, chúng tôi đã dọn sạch những vật thể bay vào vùng lãnh thổ của Việt Nam. Haha. Đỉnh quá trời luôn anh em ơi. Anh em thấy hệ thống phòng thủ pháo phòng không trên cái tàu này đỉnh chứ hả? Rồi ok, video đây cũng dài rồi. Nếu anh em xem xong thấy hay có thể like, share, subscribe và nhớ bấm chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video gì từ mình nhá. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Còn bây giờ thì tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình đây. Ha ha. Ái xà, trên này khu này nó nắm